Ave Danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Ave Danh. Hello and welcome back to the new English program for grade 11. My name is Vũ Tiến and I'm very happy to be here with you today. Chào mừng các em quay trở lại với chương trình tiếng Anh mới dành cho học sinh lớp 11. Thầy tên là Vũ Tiến và thầy rất vui được có mặt tại đây cùng các em. Today we're going to continue with Unit 4, Caring for Those in Need. Tức là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục Unit số 4, quan tâm chăm sóc những người gặp khó khăn. Và đây là Lesson 3, lesson cuối cùng của Unit 4. Nội dung của Lesson 3 này sẽ gồm những kiến thức như sau. Đầu tiên là phần grammar, phần ngữ pháp. Trong phần này thì thầy sẽ giảng cho các em về the past simple and the present perfect, tức là thời quá khứ đơn giản và thời hiện tại hoàn thành. Sau đó chúng ta sẽ làm một số cái bài luyện tập của hai cái thời này. Kết thúc phần ngữ pháp thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần writing, phần viết. Trong phần này thì thầy sẽ hướng dẫn các em writing an article about problems facing disabled people and how they can be solved. Tức là viết một cái bài báo về những cái vấn đề mà những cái người tàn tật đang phải đối mặt và làm thế nào để giải quyết những vấn đề này. Đấy là nội dung kiến thức của Lesson 3. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần kiến thức đầu tiên của Lesson 3. Phần grammar, ngữ pháp. Phần lý thuyết của phần ngữ pháp của Unit 4 này nó gồm những thứ như sau. Đầu tiên, kiến thức ngữ pháp đầu tiên. The past simple is used to talk about an action that happened at a specific point in the past. Tức là gì? Thời quá khứ đơn giản được sử dụng để nói về một hành động mà đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Các em nhớ nhé, đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ thì chúng ta dùng thời quá khứ đơn giản. Và câu ví dụ của thời quá khứ đơn giản này như sau. At our last meeting, we decided to launch this campaign. Tức là gì? Tại cái buổi gặp gỡ gần đây nhất của chúng tôi, trước đây của chúng tôi, thì chúng tôi đã quyết định khởi động cái chiến dịch này. Ở đây họ dùng thời quá khứ đơn giản. Tại vì sao? Tại vì ở đây có một cái thời điểm xác định. At our last meeting, tại cái buổi gặp trước đây của chúng tôi. Đây, cái buổi gặp trước đây của chúng tôi nó là một cái thời điểm xác định. Tại đâu? Tại cái buổi gặp trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định là khởi động cái chiến dịch này. Đó, đó là kiến thức ngữ pháp đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta có kiến thức ngữ pháp thứ hai. The present perfect is used to talk about an action that happened in the past without referring to the exact time. Nghĩa là gì? Thời hiện tại hoàn thành được sử dụng để nói về một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không đề cập đến thời gian chính xác. Đó, các em có thể thấy là nó chỉ khác cái lý thuyết về thời quá khứ đơn giản một chút thôi. Thời quá khứ đơn giản thì có một thời điểm xác định, còn thời hiện tại hoàn thành, hành động này đã xảy ra trong quá khứ nhưng mà không đề cập đến thời gian chính xác. Và đây là một câu ví dụ của thời hiện tại hoàn thành nhé. We have decided to launch this campaign. Chúng tôi đã quyết định khởi động chiến dịch này. Ở đây, người nói chỉ cho chúng ta biết được rằng là họ đã quyết định khởi động cái chiến dịch này. Nhưng họ không cho biết thời gian cái chiến dịch này được khởi động. Nó chỉ là một hành động đã diễn ra trong quá khứ và không có thời gian xác định. Đó. Tôi xin nói lại một lần nhé. Thời quá khứ đơn giản thì được dùng để mô tả một hành động đã diễn ra trong quá khứ tại một thời điểm xác định. Còn thời hiện tại hoàn thành thì được dùng để mô tả một hành động đã diễn ra trong quá khứ nhưng không có thời điểm xác định. Đó. Một cái thì có thời điểm, một cái thì không có thời điểm xác định. Đây là tất cả lý thuyết về ngữ pháp của Unit 4. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một số bài luyện tập. Bài luyện tập số 1, Exercise 1. Yêu cầu của đề bài như sau. Chia dạng đúng của những động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Người ta sẽ cho mình một số câu, trước một số câu và có một ô trống kèm theo một động từ và chúng ta sẽ phải chia động từ đó
theo dạng đúng để hoàn thành câu. Câu số 1, last man we. Người ta cho mình hai lựa chọn. Thứ nhất là launched, tức là thời quá khứ đấy. Còn lựa chọn số 2 là have launched, là đã khởi động a campaign to help students with disabilities. Tháng trước chúng tôi làm sao đã khởi động một chiến dịch để giúp đỡ những học sinh bị tàn tật. Ở đây các em chú ý có cái từ last month, tức là gì? Tháng trước. Tháng trước có phải là một thời điểm xác định không? Nó chính là một thời điểm xác định trong quá khứ. Do đó ở đây chúng ta sẽ phải dùng gì? Thời quá khứ đơn giản. Và chúng ta phải lựa chọn từ nào? Từ launched. Chứ chúng ta không thể chọn là have launched được, bởi vì ở đây có một thời điểm xác định. Last month, tháng trước. Đó, đó là câu số 1. Vậy chúng ta chuyển sang câu số 2 nhé. At our last meeting, we decided hoặc là have decided to organize a football match to raise money for charity. Tức là gì? Trong cái cuộc họp lần trước của chúng tôi đã quyết định tổ chức một trận đấu bóng đá để quyên tiền cho từ thiện, quyên tiền vì mục đích từ thiện. Ở đây chúng ta lại thấy có cái từ at our last meeting, trong cuộc họp trước đây của chúng tôi, trong cuộc họp lần trước của chúng tôi. Bởi vì đây là một cuộc họp lần trước, nó nói một cách rất rõ ràng như thế, đây là một thời điểm xác định. Do đó chúng ta lại phải dùng thời gì? Thời quá khứ đơn giản. Và do đó chúng ta sẽ gạch chân cái từ decided. Đó. Trong cuộc họp lần trước, chúng tôi đã quyết định tổ chức một trận đấu bóng đá để quyên tiền vì mục đích từ thiện. Đây là câu số 2. Chúng ta chuyển sang câu số 3. At the end of the meeting, we invited hoặc là have invited all students to come to a football match. Câu này nghĩa là gì? Ở cuối cuộc họp, chúng tôi đã mời tất cả học sinh đến tham dự trận đấu bóng đá, đến tham dự một trận đấu bóng đá. Ở đây chúng ta lại thấy nó có một cái trạng ngữ về thời gian đây này. At the end of the meeting, ở cuối cuộc họp, đây là một thời điểm rất rõ ràng, một thời điểm xác định. Nó không hề mơ hồ, không hề chung chung một chút nào. Người ta đã nói rõ ràng là ở đâu? Ở cuối cuộc họp. Đây là một thời điểm rất là xác định. Và chúng ta lại phải dùng thời quá khứ đơn giản ở đây. Và chúng ta chọn từ invited. Ở cuối cuộc họp chúng tôi đã mời tất cả các học sinh tham dự một trận đấu bóng đá. Bây giờ chúng ta có câu 4 nhé. Since our last meeting, students' attitudes towards people with disabilities completely changed. Hoặc là gì? Have completely changed. Câu này dịch ra tiếng Việt có nghĩa như sau. Kể từ cuộc họp lần trước của chúng tôi, thái độ của các học sinh đối với những người tàn tật đã thay đổi một cách hoàn toàn. Completely changed là thay đổi một cách hoàn toàn. Ở đây các em chú ý có cái cụm từ như sau. Since our last meeting. Since có nghĩa là gì? Kể từ cái cuộc họp lần trước của chúng tôi. Kể từ, các em chú ý nhé, kể từ nó khác với tại. Tại thời điểm nào đó thì mới là xác định, còn kể từ thời điểm nào đó thì nó là một khoảng thời gian, nó không phải là một thời điểm xác định. Và chúng ta sẽ không được phép dùng thời quá khứ đơn giản ở đây, mà phải dùng thời gì? Hiện tại hoàn thành. Và chúng ta sẽ phải chọn cái đáp án là have completely changed. Đó. Kể từ cuộc họp lần trước của chúng tôi, thái độ của các học sinh đối với người tàn tật đã thay đổi một cách hoàn toàn. Các em chú ý. Tại một thời điểm, tại thời điểm A nó khác với kể từ thời điểm A. Một cái là một khoảng thời gian, còn một cái là một điểm thời gian. Và một khoảng thời gian chúng ta sẽ phải dùng thời hiện tại hoàn thành. Thế chúng ta có câu số 5 nhé. So far, we collected hoặc là have collected more than 150 gifts of all kinds. Tức là gì? So far, đây là một cái cụm từ có nghĩa là gì? Tính đến nay, chúng tôi đã thu thập được hơn 100 món quà đủ các loại. Tính đến nay thì nó là một khoảng thời gian trong quá khứ, một khoảng thời gian trong quá khứ, tính đến hiện tại. Nó bắt đầu từ một cái thời điểm nào đó trong quá khứ.
Nó không nói rõ là bắt đầu từ thời điểm nào. Người ta chỉ muốn nói là nó bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong quá khứ, tính đến hiện tại, tính đến nay. Tính đến nay chúng tôi đã thu thập được 150 món quà đủ các loại. Bởi vì đây nó không nói rõ là cái việc thu thập này nó bắt đầu tại một thời điểm nào trong quá khứ. Nên chúng ta sẽ phải dùng thời gì? Thời hiện tại hoàn thành. Ở đây không có một thời điểm xác định nên chúng ta phải dùng hiện tại hoàn thành. Và chúng ta sẽ chọn have collected. So far, we have collected more than 150 gifts of all kinds. Đó. Đây là kết thúc của exercise 1 phần grammar. Chúng ta chuyển sang exercise 2. Yêu cầu của exercise 2 này như sau. Complete each sentence using the past simple or present perfect form of the verb in brackets. Tức là gì? Hoàn thành mỗi câu sử dụng thời quá khứ đơn giản hoặc thời hiện tại hoàn thành của cái động từ trong ngoặc. Ở đây chúng ta có một số câu được bị khuyết thiếu và kèm theo là một số những cái động từ trong ngoặc, và chúng ta sẽ phải chia cái động từ này theo thời quá khứ đơn giản hoặc thời hiện tại hoàn thành. Câu số 1. In October, we to start a special Christmas gifts campaign. Và người ta cho mình cái từ decide, tức là quyết định. Trong tháng 10, chúng tôi làm sao? Quyết định khởi động một cái chiến dịch quà tặng Giáng sinh đặc biệt. Ở đây, các em chú ý này. In October. Trong tháng 10, đây là một thời điểm rất rõ ràng trong quá khứ. Trong tháng 10, chứ không phải là một thời điểm mơ hồ nào cả. Đây là trong tháng 10. Vì đây là một thời điểm xác định trong quá khứ, và nên là chúng ta sẽ phải dùng thời gì? Thời quá khứ đơn. Và chúng ta sẽ phải chia cái từ decide thành decided. Đó, đáp án nó như sau. In October, we decided to start a special Christmas gifts campaign. Đó. Câu số 2. About 30 students from other schools join us since last month. Khoảng 30 học sinh từ các trường khác làm sao đấy đã tham gia với chúng tôi kể từ tháng trước. Và chúng ta ở đây lại gặp cái từ since, tức là kể từ. Kể từ tháng trước tính đến hiện tại, đúng không? Đây là một khoảng thời gian chứ không phải là một thời điểm xác định. Nên chúng ta sẽ phải dùng thời gì? Thời hiện tại hoàn thành. Có từ since thì thường là sẽ dùng thời hoàn thành. Và ở đây do đó là thời hoàn thành, chúng ta sẽ phải dùng gì? Have joined. Ở đây là 30 học sinh là số nhiều nên chúng ta sẽ phải dùng trợ động từ have và đi kèm với từ joined. Khoảng 30 học sinh từ các trường khác đã tham gia với chúng tôi kể từ tháng trước. Đó là câu số 2. Rồi chúng ta có câu số 3. I volunteer at a special school twice since I finished grade 10. Tôi làm sao đấy? Đã đi làm tình nguyện. Tôi đã tham gia vào công tác tình nguyện ở một cái trường học dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hai lần kể từ khi tôi kết thúc lớp 10. Lại có cái từ since. Kể từ khi tôi kết thúc lớp 10 tính đến hiện tại, đây là một khoảng thời gian chứ không phải là một thời điểm xác định trong quá khứ, mà là một khoảng thời gian tính từ một thời điểm trong quá khứ. Nên chúng ta lại phải dùng thời gì? Thời hiện tại hoàn thành. Và chúng ta phải chia thành gì? I have volunteered at a special school twice since I finished grade 10. Tôi đã tham gia công tác tình nguyện ở một trường học dành cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hai lần kể từ khi mà tôi học xong lớp 10. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 4 nhé. I... present an action plan to the school principal when I was at the meeting. Tôi đã giới thiệu một cái kế hoạch hành động cho hiệu trưởng của trường khi mà tôi ở cái cuộc họp. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là một cái cụm từ nói về thời gian này. When I was at the meeting, khi mà tôi có mặt ở cuộc họp, đây là một thời điểm xác định rồi. Khi tôi có mặt ở cuộc họp, đây là một thời điểm rất rõ ràng trong quá khứ. Và do đó chúng ta sẽ phải dùng thời quá khứ đơn. I presented an action plan to the school principal when I was at the meeting.
Tôi đã giới thiệu một cái kế hoạch hành động cho hiệu trưởng của trường khi mà tôi đã có mặt ở cuộc họp. Đáp án là câu số 4. Bây giờ chúng ta có câu số 5. So far, people... donate more than 100 gifts. Tính đến nay, so far, chúng ta lại gặp từ so far. Tính đến nay, người ta đã quyên tặng hơn 100 món quà. Tính đến nay nó lại là gì? Bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong quá khứ. Tính đến hiện tại, nó không có một thời điểm xác định. Nên chúng ta lại phải dùng thời gì? Ở hiện tại hoàn thành. Và people là số nhiều nên chúng ta sẽ dùng trợ động từ have. So far, people have donated more than 100 gifts. Đó. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 6 nhé. Last month, I talked to some students about how to learn English effectively. Tháng trước, tôi đã nói chuyện với một vài học sinh về cái việc mà làm thế nào để học tiếng Anh một cách hiệu quả. Ở đây chúng ta lại chú ý đến cụm từ chỉ thời gian ở đây. Last month, tháng trước. Đây là một thời điểm xác định. Lúc nào? Tháng trước. Đây là một thời điểm rất rõ ràng. Do đó chúng ta sẽ phải dùng thời gì? Thời quá khứ đơn. Last month, I talked to some students about how to learn English effectively. Đó. Câu số 7. They sent some textbooks and dictionaries recently. Gần đây họ làm sao đấy? Gửi một vài quyển sách giáo khoa và từ điển. Ở đây nhá, chỉ có cái từ recently là gần đây thôi. Nó chỉ là một khoảng thời gian xung quanh thời điểm hiện tại chứ không phải là một thời điểm xác định. Nên chúng ta sẽ phải dùng thời gì? Ở hiện tại hoàn thành. Và chúng ta sẽ phải chia như sau. They have sent some textbooks and dictionaries recently. Ở đây chúng ta chú ý cái từ send, nó là một động từ bất quy tắc và phân từ hai của nó không phải là thêm ed đằng sau mà là thêm, mà phải chuyển thành chữ sent. They have sent some textbooks and dictionaries recently. Gần đây họ đã gửi một vài cái quyển sách giáo khoa và từ điển. Rồi, chúng ta chuyển sang câu cuối cùng của exercise 2, câu số 8. I'm preparing some Christmas gifts for the students with disabilities in the school we... Two months ago. Tôi đang chuẩn bị một vài món quà Giáng sinh cho những học sinh bị tàn tật ở ngôi trường mà chúng ta làm sao đấy đã đến thăm 2 tháng trước. Ở đây có một thời điểm xác định rồi. Ngôi trường làm sao? Ngôi trường chúng ta đã đến thăm 2 tháng trước. 2 tháng trước là một thời điểm rất rõ ràng, một thời điểm xác định. Nên chúng ta sẽ phải dùng gì? Visited, thời quá khứ đơn ở câu số 8. Đó, để đáp án câu số 8. Tôi đang chuẩn bị một vài món quà Giáng sinh cho một vài học sinh bị tàn tật tại ngôi trường mà chúng ta đã đến thăm 2 tháng trước. Đây là kết thúc của exercise 2. Chúng ta chuyển sang exercise số 3. Yêu cầu của exercise số 3 này cũng là hoàn thành câu, sử dụng những cái từ trong ngoặc. Và chúng ta phải chia dạng đúng của những cái từ trong ngoặc nhé. Câu số 1 này. The convention for the rights of persons with disabilities, viết tắt là CRPD... come into force on the 3rd of May 2008. Tức là gì? Cái nghị quyết về quyền lợi của những người tàn tật, viết tắt là CRPD, đã có hiệu lực vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2008. Ở đây các em chú ý đến cái cụm từ chỉ thời gian này. Mùng 3 tháng 5 năm 2008. Vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2008. Đây là một thời điểm trong quá khứ. Cái nghị quyết này nó có hiệu lực tính từ cái thời điểm này. Tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Nên ở đây chúng ta sẽ phải dùng thời quá khứ đơn giản. Và quá khứ đơn giản của the come là gì? Came. Đáp án nói như sau. The convention for the rights of persons with disabilities came into force on the 3rd of May 2008. Đấy, câu số 1. Chuyển sang câu số 2. So far, more than 87 countries officially
agree on the convention, and more than 145 countries sign it. Tính đến nay, so far, tính đến nay hơn 87 đất nước đã chính thức đồng ý với cái nghị quyết và hơn 145 nước đã ký nó. Ở đây cái cụm từ chỉ thời gian đó là từ so far, tính đến nay. Tính đến nay nó là một khoảng thời gian không xác định, nó bắt nguồn từ một cái thời điểm nào đó trong quá khứ, tính đến hiện tại nó không hề được xác định. Do đó chúng ta phải dùng thời gì? Ở hiện tại hoàn thành. Đó. Và hai cái từ agree và từ sign này đều là động từ có quy tắc, nên là chúng ta chỉ việc thêm ed vào nó, đó đuôi của nó để tạo thành phân từ hai. Và đáp án của câu này như sau. Ở ô trống đầu tiên chúng ta điền từ have agreed, còn ô trống thứ hai chúng ta điền từ have signed. Tính đến nay 87 đất nước đã chính thức đồng ý với cái nghị quyết và hơn 145 đất nước đã ký vào cái nghị quyết này. Câu số 3 này. In Singapore, the convention come into effect since August 2013. Ở nước Singapore, cái nghị quyết này làm sao có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2013. Ở đây có cái từ since, đúng không? Nên chúng ta phải điền từ gì? Bởi vì từ since nó thường đi với cái thời hoàn thành, do đó chúng ta phải chia cái từ come này thành has come. In Singapore, the convention has come into effect since August 2013. Đấy, đáp án câu số 3 nhé. Ở Singapore thì cái hiệu lực này thì đã có, cái nghị quyết này thì đã có hiệu lực kể từ, tính từ tháng 8 năm 2013. Câu số 4 này. According to the US Department of Labor, thousands of people with disabilities start successful small businesses this year. Theo như cái Bộ Lao động của nước Mỹ, hàng nghìn người tàn tật thì đã làm sao? Đã bắt nguồn, đã mở ra những cái cơ sở kinh doanh nhỏ thành công trong năm nay. Trong năm nay nó không phải là một thời điểm xác định, mà chỉ nó chỉ là một cái khoảng thời gian mơ hồ tính xung quanh thời điểm hiện tại thôi, tính từ đầu năm cho đến nay. Trong năm nay nó là một khoảng thời gian tính từ đầu năm cho đến nay, chứ không phải là một thời điểm xác định trong quá khứ. Do đó chúng ta sẽ phải dùng thời hiện tại hoàn thành ở đây. Và cái từ start này nó cũng là một từ có quy tắc, chúng ta chỉ việc thêm ed vào đằng sau của nó thôi. Đó. According to the US Department of Labor, thousands of people with disabilities have started successful small businesses this year. Theo như Bộ Lao động của Mỹ, thì hàng nghìn người tàn tật đã mở ra những cái cơ sở kinh doanh nhỏ thành công trong năm nay. Rồi, đó là câu số 4. Rồi có câu số 5. Thomas Edison, 1847-1931, one of the world's greatest inventors, have difficulty with words and speech. Tức là gì? Thomas Edison sinh vào năm 1847 và mất năm 1931. Một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của thế giới, làm sao đấy, đã gặp khó khăn với việc sử dụng từ ngữ và nói năng. Đấy. Ông ấy có tật về cái việc sử dụng từ ngữ và tật nói năng. Ở đây, ông Thomas Edison này, ông ấy đã mất rồi. Các em chú ý này, ông ấy mất vào năm 1931. Đây là những cái gì mà đã diễn ra trong quá khứ, nó đã kết thúc trong quá khứ rồi. Nên là chúng ta phải dùng thời gì? Để quá khứ đơn ở đây, chúng ta phải dùng từ had. Đó. Thomas Edison, one of the world's greatest inventors, had difficulty with words and speech. Một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của thế giới thì đã có những cái khiếm khuyết về việc sử dụng từ ngữ và nói năng. Đây là kết thúc của exercise số 3. Chúng ta chuyển sang exercise
số 4 và cũng là exercise cuối cùng của cái phần grammar. Yêu cầu của exercise số 4 là như sau: hoàn thành những câu này, sử dụng những cái từ cho trước và hãy chia dạng đúng của các cái từ này. Mỗi một ô trống thì sẽ chỉ được sử dụng một từ thôi. Câu số 1, người ta cho mình 9 từ như sau: volunteer, volunteer là làm tình nguyện viên, đi tham gia công tác tình nguyện. Be, động từ to be. Invent, sáng chế, sáng tạo. Từ record là ghi, ghi hoặc là thu âm. Visit, đến thăm. Support, support là hỗ trợ hoặc là ủng hộ. Work là làm việc. Coach, huấn luyện. Organize, tổ chức. Câu số 1 này: Kevin never utter school for students with disabilities. Kevin làm sao đấy? Chưa bao giờ tại một cái trường mà dành cho học sinh bị tàn tật. Có cái từ never ấy, thì thường là nó sẽ đi với cái thời hoàn thành. Và ở đây Kevin là ngôi thứ ba số ít nên chúng ta phải dùng từ gì? Từ has ở ô trống đầu tiên. Kevin has never. Và ở đây chúng ta lại phải có một cái động từ phân từ 2. Làm sao? Has never volunteered. Chưa bao giờ đi tham gia tình nguyện viên tại một cái trường dành cho học sinh bị tàn tật. Đó, đáp án câu số 1. Chúng ta đã sử dụng cái từ volunteered. Chúng ta sẽ còn lại 8 từ thôi. Câu số 2 nhé. Since Louis Braille Braille in 1829, it has been an effective means of communication for visually impaired people. Kể từ khi Louis Braille, làm sao đấy, cái chữ cái Braille vào năm 1829, thì cái bộ chữ cái này thì đã là một cái phương tiện giao tiếp hiệu quả cho những cái người khiếm thị. Visually impaired people là người khiếm thị. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ phải điền từ gì? Sau trong cái mệnh đề của since ấy, thì chúng ta phải dùng quá khứ đơn. Các em nhớ nhé. Since dùng trong câu hiện tại hoàn thành, nhưng mà cái mệnh đề đi ngay sau since thì là quá khứ đơn. Và ở đây chúng ta sẽ phải dùng từ gì? Invent. Và quá khứ đơn của invent là gì? Invented. Đó. Kể từ khi Louis Braille sáng chế ra bảng chữ cái Braille vào năm 1829, thì cái bảng chữ cái này, cái hệ thống chữ cái này đã là một cái gì? Một cái phương thức giao tiếp hiệu quả cho những người khiếm thị. Để đáp án câu số 2, chúng ta lại loại bỏ được một từ nữa, từ invent. Đến câu số 3 nhé. Maria .20 interesting stories for students with reading difficulties since the special school. Maria làm sao đấy, đã 20 câu chuyện thú vị cho những học sinh bị khiếm khuyết về mặt đọc kể từ khi cô ấy làm sao đấy ở cái trường học đặc biệt này. Những cái người mà bị khiếm khuyết về cái việc đọc ấy, thì họ sẽ phải hiểu câu chuyện thông qua cái biện pháp là nghe. Và do đó cái ô trống đầu tiên chúng ta sẽ phải dùng từ gì? Dùng từ record, từ ghi âm. Và ở đây có từ since. Có từ since thì chúng ta sẽ phải dùng hiện tại hoàn thành. Và do đó ở ô trống đầu tiên chúng ta sẽ phải điền gì? Maria has recorded. Đã ghi âm 20 câu chuyện thú vị cho những học sinh bị tàn tật. Bị tàn tật về mặt đọc. Kể từ khi cô ấy làm sao? Cô ấy đến thăm cái trường học đặc biệt này. Và từ since thì dùng trong câu hiện tại hoàn thành, nhưng mà cái vế ở đằng sau since thì lại phải dùng quá khứ đơn, và do đó chúng ta sẽ phải chia gì? Visited ở đây. Đó, ô trống số 2 là visited. Để đáp án câu số 3, chúng ta lại bỏ được hai từ nữa, từ recall và từ visit. Rồi, đến câu số 4 nhá. So far, now, two of the organization's campaigns. Tính đến nay thì Nam làm sao đấy, đã hai trong số những cái chiến dịch của tổ chức. Thì trong những cái từ còn lại thì chỉ có từ duy nhất hợp, đó là từ support, từ ủng hộ, ủng hộ, hỗ trợ. Tính đến nay thì Nam đã ủng hộ hai trong số những cái chiến dịch của tổ chức.
Và bởi vì ở đây có cái từ so far, đây cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết của thời hiện tại hoàn thành, tính đến nay. Và chúng ta sẽ phải dùng hiện tại hoàn thành ở đây. So far, Nam has supported two of the organization's campaigns. Rồi, chúng ta lại bỏ được cái từ support. Chúng ta chuyển sang câu số 5 nhé. Chấm chấm chấm, you ever chấm 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 with disabled people as a volunteer. Bạn đã bao giờ làm sao đấy với người tàn tật với tư cách một tình nguyện viên chưa? Ở đây có cái từ ever thì cái từ ever này rất thường xuyên được sử dụng trong câu hiện tại hoàn thành. Và do đó cái ô trống đầu tiên chúng ta sẽ phải điền từ have. Have you ever làm sao đấy? Worked. Have you ever worked with disabled people as a volunteer? Bạn đã bao giờ làm việc với những người tàn tật với tư cách một tình nguyện viên chưa? Đó. Rồi. Đến đây, sau khi mà có cái câu hỏi bạn đã bao giờ làm việc với tư cách tình nguyện viên chưa, thì cái người được nghe người ta trả lời gì? Yes, last year I... art activities for students with hearing impairments. I also... children with physical impairments who want to play tennis. Có. Năm ngoái thì tôi làm sao? Những cái hoạt động nghệ thuật cho những cái học sinh mà bị khiếm thính, hearing impairments là bị khiếm thính, tức là có những khiếm khuyết về thính giác. Ở đây có từ last year. Năm ngoái, đây là một thời điểm xác định trong quá khứ, nên chúng ta sẽ phải dùng thời quá khứ đơn giản ở đây. Và làm sao? Trong cái ô trống đầu tiên của câu trả lời, chúng ta sẽ phải dùng từ organize, tức là tôi đã tổ chức những cái hoạt động nghệ thuật cho những học sinh khiếm thính. Đó, organized. Còn cái ô trống cuối cùng làm sao? Tôi làm sao trẻ em bị khiếm khuyết về mặt thể chất mà muốn chơi tennis, chơi quần vợt. Liên quan đến thể thao ấy, thì trong những cái từ cho trước này này chỉ có một cái từ rất phù hợp, đó là từ coach, từ huấn luyện. Ở đây cái câu này nó cũng được bổ nghĩa bởi cái từ cụm từ last year, tức là năm ngoái, nên chúng ta lại phải dùng quá khứ đơn ở đây. I also coached children with physical impairments who want to play tennis. Đó, đúng, năm ngoái tôi đã tổ chức những hoạt động nghệ thuật cho học sinh bị khiếm thính, và tôi cũng huấn luyện những trẻ em bị khiếm khuyết về mặt thể chất mà muốn chơi tennis. Đây là kết thúc của exercise 4, phần grammar. Xin mời các em tạm nghỉ trong ít phút. Chào mừng các em quay trở lại với lesson 3 của Unit 4. Vừa xong chúng ta đã học xong phần ngữ pháp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kiến thức tiếp theo của lesson 3, đó là phần writing. Trong phần này thì thầy sẽ hướng dẫn các em viết một cái bài báo về những cái vấn đề mà người tàn tật phải đối mặt và làm thế nào để xử lý những cái vấn đề này. À, để làm được điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài luyện tập. Bài luyện tập đầu tiên, exercise 1, phần writing như sau. Hãy đọc một cái bài báo của một học sinh về những cái vấn đề mà những cái trẻ em bị khiếm khuyết về mặt nhận thức và những cái lời giải mà cô ta đã đưa ra. Hãy đặt những cái cụm từ A, B, C vào những cái chỗ trống thích hợp, 1, 2, 3. Đấy, người ta cho mình trước 3 cái cụm từ và kèm theo một cái bài báo mà bị khuyết ở 3 chỗ. Đấy, và chúng ta sẽ phải điền 3 cái cụm từ này vào 3 cái chỗ khuyết đó. Cụm từ số 1 nhá. Children with disabilities are still treated unfairly. Những trẻ em bị tàn tật vẫn còn đang được đối xử một cách không công bằng. Cụm từ số 2 này. We will recognize each other's limitations and discover hidden talents. Chúng ta sẽ nhận ra những cái giới hạn của nhau và khám phá ra những cái tiềm năng, những cái tài năng ẩn giấu của nhau. Đó, bây giờ đến cái cụm từ C này. People should learn more about children with cognitive impairments. Con người thì nên tìm hiểu thêm về trẻ em gặp khiếm khuyết về mặt nhận thức. Đó, chúng ta có 3 cái cụm từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài báo của bạn học sinh này nhé. À, đây là khổ đầu tiên.
cổ văn đầu tiên của cái bài báo này. In developing countries, there are many children with cognitive impairments. Ở những đất nước đang phát triển, có rất nhiều trẻ em mà gặp khiếm khuyết về mặt nhận thức. In addition to lack of medical care and economic hardships, these children face a lot of discrimination in life. Ngoài cái việc mà làm sao thiếu những cái sự chăm sóc về y tế và gặp khó khăn về kinh tế, những trẻ em này còn phải đối mặt với rất nhiều cái sự phân biệt đối xử trong cuộc sống. Discrimination là sự phân biệt đối xử. They are treated less fairly because of their disabilities, and many non-disabled people have negative attitudes towards them. Họ được đối xử một cách kém công bằng hơn, less fairly, bởi vì những cái sự tàn tật của họ, và rất nhiều người không tàn tật thì có những cái thái độ tiêu cực, negative attitudes là thái độ tiêu cực đối với họ, đối với những cái người tàn tật này. Rồi, đến khổ thứ hai nhé. How can we solve this problem and help these children? Làm thế nào mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề này và giúp đỡ những cái trẻ em này? First, bây giờ cô ấy đưa ra những cái lời giải. First, They have different learning difficulties, but that does not mean they cannot learn. Họ gặp khó khăn về việc học, nhưng không có nghĩa là họ không thể học. Và do đó, ở cái ô trống số 1 này chúng ta phải điền gì? Chúng ta phải điền này: People should learn more about children with cognitive impairments. Đây chính là lời giải. Và chúng ta phải điền cái cụm từ này vào cái ô trống số 1. Đầu tiên, con người thì nên học thêm, nên tìm hiểu thêm về những cái trẻ em mà gặp khiếm khuyết về mặt nhận thức. Họ gặp khó khăn trong việc học, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể học. For example, Einstein, the father of modern physics, could not read until he was 8, but that did not stop him from becoming one of the great scientists of our time. Ví dụ, Einstein, người cha của môn vật lý hiện đại, đã không thể đọc cho tới khi ông ta 8 tuổi, nhưng mà điều này đã không thể ngăn ông ta trở thành một nhà khoa học vĩ đại của chúng ta. Understanding cognitive disabilities will change people's attitudes and make them support these children better. Là gì? Việc thấu hiểu những cái sự tàn tật về mặt nhận thức thì sẽ thay đổi thái độ của con người và khiến cho họ ủng hộ những cái trẻ em này tốt hơn. Đó, đây là khổ số 2 nhé. Để chúng ta chuyển sang khổ số 3 của cái bài báo này. Second, tức là thứ hai. There should be more contact between people with cognitive impairments and other non-disabled people. Thứ hai là nên có thêm nhiều cái sự tiếp xúc giữa những cái người mà bị tàn tật về mặt nhận thức, bị khiếm khuyết về mặt nhận thức, và những cái con người bình thường, những con người không tàn tật. Study groups or group work can bring them together and will help to build their self-esteem. Self-esteem tức là sự tự trọng. Tức là học nhóm, những cái nhóm học tập, study groups là những cái nhóm học tập, hoặc là gì, làm việc nhóm, group work, làm việc nhóm, có thể đem họ lại gần nhau. Đem những người tàn tật và những người không tàn tật lại gần nhau. Bring them together and will help to build their self-esteem. Và sẽ giúp cho xây dựng cái sự tự trọng của họ. When working together. Đấy, đây chúng ta phải có ở trong số 2. Khi mà làm việc cùng nhau. Ở đây chúng ta sẽ phải điền cái cụm từ gì? Cụm từ B. We will recognize each other's limitations and discover hidden talents. Khi mà làm việc cùng nhau, when working together, khi mà làm việc cùng nhau thì chúng ta sẽ nhận ra những cái giới hạn của nhau và khám phá được những cái tài năng ẩn giấu trong những con người của nhau. This will also unite people from different backgrounds under a common goal and strengthen our community. Điều này, tức là cái việc mà làm việc cùng nhau ấy, cái việc làm việc cùng nhau thì sẽ cũng giúp cho con người từ những cái nền tảng khác nhau đoàn kết hơn,
với cùng một mục đích và làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Strengthen là mạnh mẽ, làm mạnh mẽ cộng đồng của chúng ta. Strengthen our community. Đó. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái khổ kết luận của cái bài báo này, cũng là khổ cuối cùng. Chấm chấm chấm. And are offered fewer opportunities in life. Làm sao đấy? Và được đưa cho ít cơ hội hơn trong cuộc sống. Ở đây, bởi vì nó chỉ có 3 cái cụm từ nên ở đây chúng ta sẽ phải điền cái cụm từ đầu cuối cùng, đó là cụm từ A. Children with disabilities are still treated unfairly. Những trẻ em bị tàn tật vẫn còn đang được đối xử một cách bất công, một cách không công bằng và có ít cơ hội hơn trong cuộc sống. However, tuy nhiên, they are part of our society and should be integrated in our communities. Tuy nhiên, họ là một phần trong xã hội của chúng ta và nên được hòa nhập, được hội nhập vào trong các cái cộng đồng. Better understanding of cognitive impairments and more contrast between non-disabled and disabled people will change attitudes and reduce discrimination in life. Thấu hiểu cái sự thấu hiểu tốt hơn những cái sự khiếm khuyết về mặt nhận thức và có nhiều hơn cái sự tiếp xúc giữa những người không tàn tật và những người tàn tật thì sẽ thay đổi thái độ của con người và giảm cái sự phân biệt đối xử trong cuộc sống. Đó. Đây là kết thúc của exercise 1 phần writing. Chúng ta sẽ chuyển sang exercise 2. Exercise 2 này yêu cầu chúng ta làm như sau. Read the article in exercise 1 again and complete the following outline. Tức là gì? Hãy đọc cái bài báo trong exercise 1 lại thêm một lần và hoàn thành cái dàn bài sau. Outline là cái dàn bài. Chúng ta có một cái dàn bài như sau. Đầu tiên là gì? Introduction là phần giới thiệu. Tiếp theo, phần main body là phần thân bài. Thân bài của cái bài báo ấy. Thì trong cái phần thân bài này chúng ta có cái ý thứ nhất đó là gì? Solution 1, lời giải số 1. Sau lời giải số 1 thì là gì? Solution 2, lời giải số 2. Và cuối cùng chúng ta có phần conclusion là phần kết luận. Nếu mà các em đọc lại cái bài trong exercise 1 ấy, cái bài báo trong exercise 1 thì chúng ta sẽ có thể làm được cái dàn bài này. Với phần introduction thì chúng ta sẽ điền viết như sau. Children with cognitive impairments often face discrimination in life. Đó, đây là câu mở bài. Trẻ em mà bị khiếm khuyết về mặt nhận thức thường là phải đối diện với sự phân biệt đối xử trong cuộc sống. Đến phần thân bài nhé, thì chúng ta sẽ viết như sau. Thân bài thì lời giải số 1 này. People should learn more about children with cognitive impairments. Lời giải số 1 là gì? Những con người thì người ta thì nên làm sao? Nên tìm hiểu rõ hơn về trẻ em mà gặp những cái khiếm khuyết về mặt nhận thức. Đó là lời giải số 1. Bởi vì chúng ta nếu mà khi mà con người hiểu rõ hơn về những trẻ em này thì họ sẽ thông cảm hơn và họ sẽ không còn phân biệt đối xử nữa. Đấy là lời giải số 1. Còn lời giải số 2 của cái việc của cái vấn đề này thì là gì? There should be more contrast between people with cognitive impairments and non-disabled people. Nên có nhiều cái sự tương tác, sự tiếp xúc giữa những cái con người mà bị khiếm khuyết về mặt nhận thức với những cái con người bình thường. Bởi vì khi mà họ tương tác thì họ sẽ hiểu nhau hơn và họ sẽ khám phá được những cái tài năng ẩn giấu trong con người nhau. Rồi, đây là xong phần thân bài nhé. Xong phần main body. Chúng ta chuyển sang cái phần cuối cùng của một cái bài báo. Đó là phần conclusion. Và ở đây chúng ta sẽ phải kết luận thế nào? Better understanding and better cooperation between the two groups of people will change attitudes and reduce discrimination. Đó là gì? Sự hiểu rõ hơn và cái sự phối hợp tốt hơn giữa hai nhóm người, tức là nhóm người tàn tật và nhóm người không tàn tật thì sẽ thay đổi thái độ của những con người và làm sao và giảm được cái sự phân biệt đối xử. Đó. Em hãy cùng nhìn lại cái dàn bài của một cái bài báo này. Mở bài này. Thân bài thì có lời giải số 1 này, rồi lời giải số 2 và rồi kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang exercise 3 để áp dụng cái dàn bài này. Đây, yêu cầu của exercise 3 này như sau.
Choose one of the following problems and write an article of 160 to 180 words using the outline in exercise 2. Hãy viết một cái bài báo khoảng từ 160 cho đến 180 từ sử dụng cái dàn bài của exercise 2. Và các em có thể chọn một trong hai cái vấn đề kèm theo những cái lời giải, những cái hướng giải quyết. Chúng ta sẽ có hai vấn đề. Vấn đề số 1 này, problem 1. Many students with visual impairments in regular schools. Tức là gì? Có rất nhiều học sinh bị khiếm thị trong những cái trường học bình thường, trường học dành cho học sinh, chủ yếu dành cho học sinh bình thường. Cannot fully participate in school activities. Họ, tức là những cái học sinh khiếm thị này, không thể tham gia trọn vẹn vào những cái hoạt động ở trường. Và sao? They often left behind. Tức là họ thường bị bỏ lại đằng sau. Đây là cái vấn đề số 1. Còn lời giải cho cái vấn đề số 1 này thì là gì? Solution này. Lời giải số 1 này. Specialized materials and tools such as braille or large print books. Những cái tài liệu đặc biệt hoặc là những cái công cụ đặc biệt như là gì? Bảng chữ cái braille hoặc là những cái sách được in chữ to, large print books là sách in chữ to. And talking computers hoặc những cái máy vi tính có thể nói. Rồi materials with large print hoặc những cái tài liệu sách báo mà được in chữ to. Đây là lời giải số 1, tức là phải cung cấp cho những học sinh này những cái tài liệu hoặc là công cụ đặc biệt. Rồi lời giải số 2. Become part of study group. Tức là những cái học sinh khiếm thị này phải trở thành một phần của những cái nhóm học tập. Rồi create atmosphere of friendliness, respect and acceptance during your activities. Tức là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái bầu không khí thân thiện, tôn trọng và có cái sự chấp nhận trong tất cả những cái hoạt động ở trường. Đó. Đây là vấn đề 1 và 2 cái lời giải kèm theo. Để chúng ta sẽ có vấn đề 2 này. Problem 2. No pedestrian facilities for people with visual impairments in my neighborhood. Người trong cái khu vực mà tôi sinh sống á, thì không có những cái phương tiện hỗ trợ dành cho những cái khách bộ hành mà bị khiếm thị. Đấy. Thì lời giải là gì? Solution lời giải này. Thứ nhất là gì? Traffic light with audible beeping signals. Tức là những cái cột đèn giao thông mà có những cái tín hiệu bíp bíp có thể nghe rõ dành cho những người bị khiếm thính. Còn lời giải thứ hai là gì? Different type of ground surfaces to indicate where the road starts. Tức là sử dụng những cái vật liệu, những cái mặt đường khác nhau. Sử dụng những cái mặt đường khác nhau để biểu thị rằng khi nào một con đường bắt đầu để những cái con người mà bị khiếm thị họ có thể cảm nhận được khi nào mà một con đường bắt đầu. Đó. Đây là hai lời giải. Hai lời giải cho cái vấn đề mà không có những cái phương tiện hỗ trợ cho những khách bộ hành bị khiếm thị. Và theo như yêu cầu của exercise 3 này thì mỗi em sẽ có một cái bài báo của riêng mình. Và ở đây thì thầy sẽ chọn một cái vấn đề và thầy sẽ viết một cái bài tham khảo để các em đọc. Và thầy chọn vấn đề 1. Và đây chính là cái bài tham khảo, bài viết mẫu của thầy nhé. Sample answer for problem 1. Tức là lời giải mẫu cho vấn đề số 1. Nowadays, there are many students with visual impairments in regular school. Ngày nay, thì có rất nhiều học sinh bị khiếm thị ở những cái trường học bình thường. Because every subject requires reading and writing, it is impossible for these students to fully participate in school activities whether their visual impairments are moderate or severe. Bởi vì mỗi môn học đều đòi hỏi việc đọc và viết, nên là những cái học sinh này thì không thể tham gia một cách trọn vẹn vào những cái hoạt động ở trường, dù cho cái tình trạng khiếm thị của họ thì là vừa phải hay là nghiêm trọng. As a result, they will often get left behind and many non-disabled people have negative attitudes towards them. Và hậu quả là những cái học sinh khiếm thị này thì thường là bị bỏ lại đằng sau. Và rất là nhiều người bình thường thì có cái thái độ tiêu cực đối với họ. Đây là khổ số 1, khổ mở bài của cái bài báo này.
Chúng ta chuyển sang khổ số 2 nhé. Lời giải đầu tiên. How can we help the students overcome their problems? Làm thế nào để chúng ta có thể giúp những cái học sinh này vượt qua những cái vấn đề đó, vấn đề của họ? First, đầu tiên, people should learn more about students with visual impairments. Nói là thì con người nên tìm hiểu thêm về những cái học sinh mà bị khiếm thị. They have different learning difficulties. Họ có nhiều những cái sự khó khăn khác nhau trong học tập. But that does not mean they cannot learn. Nhưng mà điều này không có nghĩa là họ không thể học. Therefore, if we provide them with specialized materials and tools such as Braille or large screen books and talking computers, they will be able to have success at school. Là gì? Do đó, nếu như mà chúng ta cung cấp cho họ những cái công cụ hoặc là những cái tài liệu đặc biệt như là những cái bảng chữ cái Braille, những cái sách Braille hoặc là những cái sách in chữ to hoặc là những cái máy tính có thể nói, thì họ sẽ có thể đạt được những cái thành công tại trường học. Đó là lời giải thứ nhất. Cung cấp cho những người khiếm thị này những cái sách hoặc là những cái công cụ đặc biệt để họ có thể học tập. Rồi, chúng ta chuyển sang cái lời giải số 2 và cũng là khổ số 3 của bài văn. Second, there should be more contact between students with visual impairments and non-disabled students. Thứ hai thì nên có thêm nhiều cái sự tiếp xúc giữa những cái học sinh mà bị khiếm thị với những học sinh bình thường. We can form study groups and encourage visually impaired students to become part of these groups. Chúng ta có thể tạo nên những cái nhóm học tập và khuyến khích những học sinh bị khiếm thị trở thành một phần của những cái nhóm học tập này. Đó. We should also create an atmosphere of friendliness, respect and acceptance during all school activities. Chúng ta cũng nên tạo ra một cái bầu không khí thân thiện, tôn trọng và độ lượng trong suốt tất cả những cái hoạt động tại trường. When working together, people will understand students with impaired vision better and discover their hidden talents. Khi mà làm việc cùng nhau thì người ta tức là những con người bình thường ấy, thì sẽ thấu hiểu những cái học sinh mà bị khiếm thị hơn, bị khiếm khuyết về mặt thị giác hơn, và khám phá được những cái tiềm năng, những cái tài năng ẩn giấu trong con người họ. Đây là chính là lời giải số 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, phần kết luận của cái bài văn này. Students with visual impairments are still treated unfairly and are offered fewer opportunities in life. Tức là những học sinh mà bị khiếm thị ấy, thì vẫn còn bị đối xử một cách bất công và có ít cơ hội hơn trong cuộc sống. However, they are part of our societies and should be integrated in our communities. Tuy nhiên, họ là một phần trong xã hội của chúng ta và nên được làm sao? Nên được hội nhập, nên được hòa nhập vào các cái cộng đồng. Better understanding of visual impairments and more contact between non-disabled people and disabled people will help conquer their problems. Tức là gì? Nếu mà chúng ta hiểu rõ hơn những cái khiếm khuyết về thị giác và nếu mà có nhiều hơn những cái sự tiếp xúc giữa những người không tàn tật và những người tàn tật thì sẽ giúp cho những người tàn tật này khắc phục được, vượt qua được những vấn đề khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Đây chính là bài mẫu của thầy. Và các em có thể tham khảo để viết ra cái bài báo riêng của các em. Đó. Thì vừa xong là phần kiến thức cuối cùng của Lesson 3. Trước khi mà kết thúc cái Lesson 3 này thì thầy muốn nói qua về nội dung cái bài giảng tiếp theo. Trong bài giảng tiếp theo này thì chúng ta sẽ chuyển sang một unit mới, unit số 5. Và chủ đề của unit số 5 là gì? Being part of ASEAN. Being part of ASEAN tức là gì? Là một phần của ASEAN, là tổ chức Đông Nam Á. Đó, trong bài giảng số tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ học những phần kiến thức như sau này. Đầu tiên là phần vocabulary, từ vựng. Thì thầy sẽ giảng cho các em những cái gì? Từ và cụm từ liên quan đến ASEAN, mục đích của nó, rồi những cái đất nước thành viên của nó và những cái hoạt động của nó nữa. Sau cái phần từ vựng thì chúng ta sẽ có cái phần listen and read, nghe và đọc.
Ở đây thì thầy chúng ta sẽ cùng nhau nghe và phân tích một cái bài hội thoại giữa một người cha và con gái của ông ấy về ASEAN, về tổ chức ASEAN. Sau cái phần này thì chúng ta có phần vocabulary expansion, tức là phần từ vựng mở rộng, thì thầy sẽ giảng cho các em những cái từ vựng mở rộng kèm theo những cái ví dụ dựa trên những cái từ vựng đã được sử dụng trong bài hội thoại. Và cuối cùng chúng ta có phần exercises, là phần luyện tập. Và luyện tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài luyện tập để nhớ kỹ hơn những cái từ vựng và kiến thức mà chúng ta đã học trước đó. Đó. Tất cả kiến thức của phần của bài giảng tiếp theo. This is the end of lesson 3, unit 4. Thank you all for watching. Goodbye for now and see you in next lesson. Đây là kết thúc của bài giảng số 3, unit 4. Cảm ơn các em đã theo dõi. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.